mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hava trong chương trình môn toán lớp 6. Và cụ thể hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài số 2. Trước khi đi vào bài số 2 của chương 1, chúng ta hãy quan sát cho cô một số số tự nhiên thời nguyên thủy. Chúng mình quan sát đầu tiên sẽ là chữ số Ấn Độ ở cuối thế kỷ 1. Đây là các số từ 1 đến 9. Đây là số Ấn Độ, đúng không? Tiếp đến là chữ số Ả Rập này. Chúng mình cùng quan sát. Các con nhận thấy là tất cả các chữ số này thì làm sao đây nhỉ? Những số này thì là rất là khó nhớ này và khó viết. Nào, vậy thì chúng ta sẽ đi vào bài của ngày hôm nay. Đó là bài số 2, tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên. Nội dung của bài ngày hôm nay sẽ có 3 phần chính như sau. Phần thứ nhất sẽ là tập hợp n và n sao. Mục số 2 là thứ tự trong tập hợp số tự nhiên. Và mục số 3 sẽ là ghi số tự nhiên. Rồi chúng mình quan sát cho cô vào mục đầu tiên sẽ là tập hợp n và tập hợp n sao. Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là n. Và n sẽ được viết là 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Tập hợp các số tự nhiên khác không sẽ được ký hiệu là n sao. Và n sao sẽ được viết như thế nào đấy nhỉ? Tập n sao của chúng mình chỉ cần bỏ đi phần tử không, đúng nào? Vậy sẽ bắt đầu từ số 1. Cô sẽ viết là n sao bằng 1, 2, 3, 4 và vân vân. Hoặc cô có thể viết được tập hợp n sao bằng cách n sao bằng x thuộc n sao cho x khác không. Đây là cách viết chỉ ra tính chất đặc trưng mà chúng ta đã học ở bài ngày hôm trước, đúng nào? Rồi chúng mình tiếp tục quan sát cho cô vào bài thực hành số 1 như sau. Câu A, tập hợp n và n sao có gì khác nhau? Như lúc nãy trong quá trình cô giảng, cô đã nhắc rồi, đúng nào? Tập hợp n và tập hợp n sao sẽ khác nhau ở chỗ là tập hợp n thì chứa phần tử 0, còn tập hợp n sao của chúng mình thì sẽ không chứa phần tử 0. Được chưa nhỉ? Đây chính là điểm khác nhau giữa hai tập hợp này. Câu B, hãy viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử C bằng. Cô cho A thuộc n sao sao cho A nhỏ hơn 6. A nhỏ hơn 6 thì sẽ bắt đầu từ số 5, cô sẽ viết ngược lại cho chúng mình dễ hình dung nhé. Bắt đầu có số 5 này, 4, 3, 2, 1 và có chứa phần tử 0 không nhỉ? Có chứa phần tử 0 không nào? Không nhá, bởi vì đề bài yêu cầu là A thuộc vào tập n sao, đúng nào? Tập n sao của chúng mình thì không chứa phần tử 0. Vậy nên ở đây cô có thể viết được tập hợp C bằng cách liệt kê như sau. C bằng 1, 2, 3, 4, 5. Hoặc các con có thể viết ngược lại là 5, 4, 3, 2, 1 đều được, đúng nào? Miễn sao các phần tử của chúng ta chỉ xuất hiện một lần, thứ tự sắp xếp thì tùy ý. Rồi tiếp tục quan sát cho cô vào phần 2 nhỏ, thứ tự trong tập hợp số tự nhiên. Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số bởi các điểm cách đều nhau như sau. Mình quan sát đây là tia số của cô này. Điểm sẽ được vẽ cách đều nhau bắt đầu từ 0, 1, 2, 3, vân vân. Và mỗi số tự nhiên sẽ được biểu diễn bằng một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn cho số tự nhiên n sẽ được gọi là điểm n. Rồi cô sẽ cho tia số và quan sát cho cô hai số mà cô khoanh tròn ở đây. Hãy so sánh cho cô số 2 và số 5. Đây chúng mình nhận thấy là số 2 sẽ nhỏ hơn số 5. Nào, vậy thì nhận xét cho cô vị trí của điểm 2 và điểm 5 trên tia số nào. Chúng mình nhận thấy là trên tia số thì điểm số 2 nằm phía bên trái so với điểm 5. Rồi chúng ta sẽ có ghi chú nhận xét như sau. Với số AB thuộc N, A nhỏ hơn B hoặc B lớn hơn A, thì trên tia số điểm A sẽ nằm bên trái của điểm B. Nếu như cô viết A nhỏ hơn hoặc bằng B, nghĩa là cô có A nhỏ hơn B hoặc A bằng B. B lớn hơn hoặc bằng A thì nghĩa là B lớn hơn A hoặc B bằng A. Mỗi số tự nhiên sẽ có một số liền sau cách nó một đơn vị. Rồi em hãy chọn cho cô một số bất kỳ và cho cô biết số liền sau của số đó. Cô lấy ví dụ như chúng mình sẽ có số tự nhiên, cô lấy số 9 chẳng hạn. Thì số liền sau của số 9 sẽ là số 10, đúng nào?
hoặc các con có thể lấy rất nhiều số tự nhiên khác nữa. Hoặc là ở đây chúng mình nhận thấy là có số 23 này, thì sẽ có số liền sau là 24. Và số 23 cũng sẽ được gọi là số liền trước của số 24. Hai số 23 và 24 sẽ được gọi là hai số tự nhiên liên tiếp. Rồi chúng mình tiếp tục quan sát cho cô vào bài thực hành số 2. Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp. Câu A nhỏ 17, A, B. Đây là ba số lẻ liên tiếp tăng dần. A 17, sau đó đến số tiếp theo sẽ là A 19 và 21, đúng nào? Câu B, M 101, N và P là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần. À, giảm dần, các con chú ý cho cô, đây là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần. Vậy nên chúng ta sẽ có dãy số như sau: 102, 101, 100 và 99, để chưa nhỉ? Rồi chúng mình quan sát cho cô vào một ví dụ tiếp theo, so sánh A và 2020 trong những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là A lớn hơn 2021 và trường hợp số 2 là A nhỏ hơn 2000. À, đối với bài này chúng ta sẽ quan sát cho cô vào tia số sau. Với A lớn hơn 2021 thì hãy xác định cho cô vị trí của điểm A so với 2021 trên tia số nào. À, đây cô có điểm A này và 2021. A lớn hơn 2021 thì số 2021 của chúng mình sẽ nằm ở phía bên tay trái của điểm A. Rồi tiếp đến các con hãy so sánh cho cô 2020 với 2021 và xác định vị trí của 2020 so với vị trí của 2021 trên tia số. À, đây chúng ta có số 2020 này. À, khi mà chúng ta quan sát được trên tia số thì chúng ta đã nhận thấy là vị trí của điểm A và 2020 trên tia số rồi, đúng nào? Vậy thì hãy so sánh cho cô điểm A và số 2020 nào. À, đây chúng ta có A sẽ lớn hơn 2020, đúng nào? Rồi tiếp tục đối với câu B là A nhỏ hơn 2000. À, chúng ta tiếp tục làm tương tự như câu A. Với A nhỏ hơn 2000 thì các con hãy xác định cho cô vị trí của điểm A so với 2000 trên tia số. À, đây chúng mình sẽ có điểm A này và 2000, được chưa nhỉ? A mà nhỏ hơn 2000 thì chắc chắn là A sẽ nằm ở phía bên tay trái của 2000. Rồi sau đó các con hãy so sánh cho cô số 2020 với 2000 và xác định vị trí của 2020 so với 2000 trên tia số. À, đây chúng mình sẽ xác định được 2020 là sẽ nằm ở phía bên phải của số 2000, đúng nào? Và từ đây chúng ta đã quan sát được vị trí của điểm A với số 2020 trên tia số. Bây giờ các con hãy so sánh cho cô điểm A với điểm 2020 nào. À, rất dễ thấy chúng ta có A sẽ nhỏ hơn 2020, đúng nào? Rồi, vậy từ đây chúng ta sẽ nhận thấy là tính chất bắc cầu, chúng ta có một chú ý như sau. Nếu như A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C thì cô sẽ có A nhỏ hơn C. Các con chú ý cho cô về phần tính chất bắc cầu chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong phần chứng minh. Tiếp tục quan sát cho cô vào bài tập thực hành số 3. Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36. Hãy liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần. À, đối với câu này chúng mình sẽ liệt kê theo thứ tự giảm dần như sau. Đầu tiên sẽ là số 35, đúng nào? Chú ý đề bài yêu cầu là có các chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. À, nhỏ hơn 36, đầu tiên cô sẽ có số 35 này. Tiếp đến là 30, 25, 20, 15, 10, 5 và cuối cùng sẽ là 0. Bài này đơn giản đúng nhỉ? Chúng mình quan sát nhanh này. Rồi tiếp tục đến bài phần 3 nhỏ, đó là ghi số tự nhiên. À, chúng ta cùng quan sát lên màn hình này. Ghi số tự nhiên, A nhỏ là hệ thập phân. À, các con cùng nhắc lại cho cô một chút về kiến thức mà chúng mình đã học ở cấp tiểu học. Ở đây cô sẽ có số như sau. Đề bài yêu cầu hãy đọc số đó và chúng ta phân tích này.
3 số cuối cùng sẽ là ở lớp đơn vị, 3 số tiếp theo sẽ là ở lớp nghìn, và 3 số ở đầu tiên sẽ là ở lớp triệu, đúng nào? Và cụ thể số này chúng ta sẽ đọc được như sau: 638.154.935. Được chưa nhỉ? Tiếp tục hãy đọc cho cô số sau. À, đây chúng mình có thêm một số 3 ở đầu tiên. Vậy thì đây là gì nhỉ? Đây là lớp tỷ, đúng nào? Vậy chúng ta sẽ đọc được như sau: 3.465.173.497. Chúng mình chú ý về cách đọc. Rồi tiếp tục quan sát cho cô vào phần thực hành số 4. Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số, và hãy chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng đơn vị, vân vân của các số đó. À, của mỗi số này, bây giờ chúng ta hãy quan sát số đầu tiên này. À, số đầu tiên của chúng mình sẽ là một số có 4 chữ số. Số thứ hai sẽ có 10 chữ số. Bây giờ cô sẽ kẻ bảng, chia các hàng ra để chúng mình sẽ hình dung nhé. Ở đây chúng mình sẽ có các hàng, đầu tiên là hàng tỷ này, hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, và cuối cùng là hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Đối với số đầu tiên chúng mình có 4 số thì các con rất đơn giản, chúng mình hãy viết cho cô ngược từ dưới lên trên, bắt đầu từ hàng đơn vị ứng với số cuối cùng, đó là số 3 này, hàng chục ứng với số 2, hàng trăm sẽ là số 0 và hàng nghìn của chúng mình sẽ là số 2, đúng nào? Tiếp tục với số thứ hai là số có 10 chữ số, các con cũng thực hiện tương tự như số đầu tiên. Hàng đơn vị sẽ là số 3, hàng chục là số 5, hàng trăm là số 6. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đến hàng nghìn là số 8 này, hàng chục nghìn là số 9, hàng trăm nghìn là số 1. Rồi tiếp tục hàng triệu của chúng mình sẽ là số 7, số 2 sẽ là hàng chục triệu, số 4 là hàng trăm triệu, và cuối cùng hàng tỷ sẽ là số 5. À, đối với bài này chúng mình kẻ bảng ra thì sẽ rất là dễ hình dung làm, đúng nào? Rồi chúng mình sẽ quan sát cho cô vào hệ thập phân như sau. Ví dụ ký hiệu AB chúng mình có dấu gạch ngang ở trên này. Chỉ số tự nhiên có 2 chữ số với điều kiện là A khác 0 thì cô sẽ viết được AB như sau: bằng A nhân 10 cộng B. Tương tự với số có 3 chữ số là ABC với điều kiện vẫn là A khác 0 thì cô có thể viết được là A nhân 100 cộng B nhân 10 và cộng với C. Tương tự áp dụng vào đó chúng ta hãy biểu diễn như sau. Biểu diễn cho cô số 345 và số 2021. Đối với 345 là số có 3 chữ số, chúng mình có thể viết được như sau: bằng 3 nhân 100 cộng 4 nhân 10 và cộng 5. Số 2021 cô có thể viết được như sau: 2 nhân 1000 cộng với 0 nhân 100 cộng 2 nhân 10 và cộng với 1. Tuy nhiên đối với câu này chúng ta có thể bỏ được số 0 nhân 100 đi. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp tục quan sát cho cô vào thực hành số 5. Đọc các số sau và số này có mấy chữ số, số triệu, số trăm là bao nhiêu? Đầu tiên chúng ta sẽ đọc được số. À, số này là số có 8 chữ số và số triệu là 96, số trăm là 900. Bao nhiêu đây nhỉ? Số trăm của chúng mình là chúng mình quan sát số trăm của chúng ta là 208. Đúng nào? Bây giờ chúng mình sẽ đọc cho cô số này, quan sát chú ý cho cô nhé. Số trăm sẽ là số ở hàng 208 này, chính là 3 số ở giữa, đúng nào? Số triệu của chúng mình sẽ là hai số đầu tiên là 96, được chưa nhỉ? Và số này sẽ được đọc là 96.208.984, được chưa nào? Rồi chúng ta chuyển sang cho cô phần B, đó là phần hệ La Mã. Cách ghi số La Mã như sau. À, các số mà từ 1 đến 10 sẽ tương ứng với các chữ số La Mã cô đã ghi ở trên. Phần này chúng mình cũng đã biết qua rồi, đúng nào? Vậy thì từ các số này, nếu thêm vào bên trái của mỗi một số là một chữ số X thì chúng ta sẽ được các số La Mã từ 11 cho đến 20. Cô lấy ví dụ 11 sẽ là
chữ X và chữ Y. Tiếp đến 12 sẽ là chữ X và 2 chữ Y. Tương tự số 20 sẽ là 2 chữ X, đúng nào? Và nếu thêm vào bên trái của 2 chữ số X thì ta sẽ được số La Mã từ 21 cho đến 30. Cô lấy ví dụ số 21 của chúng mình sẽ là XXY, số 25 sẽ là XX và chữ V, và số 29 sẽ là XXYX, được chưa nhỉ? Rồi chúng mình quan sát cho cô vào thực hành số 6 hoàn thành bảng dưới đây vào vở. Số La Mã của chúng mình đầu tiên sẽ là số hạ ứng với số 12 này. Tiếp đến là số 20. Cột số 3 là số 22. Cột số 4 là 17. Cột số 5 là 30. Cột số 6 là 26. Cột số 7 là 28. Và cột cuối cùng sẽ là số 24. Chúng mình sẽ chú ý thật nhanh về phần cách viết. Cô đi nhanh phần này nhé. Tiếp tục quan sát cho cô vào phần luyện tập sau. Chọn ký hiệu thuộc hoặc không thuộc thay cho mẫu dối mỗi dấu hỏi chấm sau. Đầu tiên là A. 15 thuộc N. Đúng nào? Chúng mình hãy quan sát cho cô vào một bài số 1 ở trong sách giáo khoa này. Tiếp đến là 10,5 sẽ không thuộc tập N sao, đúng nào? Tập N của chúng mình là bao gồm các số tự nhiên mà, vậy nên sẽ không có phần số thập phân là phẩy nhé. Tiếp đến là 7/9 chắc chắn là không thuộc N. Tiếp đến là 100 sẽ thuộc N. Rồi quan sát tiếp tục cho cô vào bài số 2. Trong các khẳng định sau thì khẳng định nào đúng và khẳng định nào sai? 1999 lớn hơn 2003. Câu này chắc chắn là sai, đúng nào? Câu B, 100.000 là số tự nhiên lớn nhất. Câu này chắc chắn là sai rồi, chúng mình sẽ 100.000 chắc chắn không phải số tự nhiên lớn nhất này. Câu C, 5 nhỏ hơn hoặc bằng 5. Câu này là câu đúng nhá. Rồi câu D, số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất. Câu này chắc chắn là sai, chúng mình còn có số 0 nữa mà, đúng không nhỉ? Rồi tiếp tục quan sát cho cô vào bài số 3. Biểu diễn các số 1983, 2756, 2023 theo mẫu sau. Đầu tiên là số 2756, cô có thể viết được như sau: 2 x 1000 cộng 7 x 100 cộng 5 x 10 và cộng 6. Số tiếp theo là 2023 sẽ bằng 2 x 1000 cộng 0 x 100, các con có thể bỏ qua. Tiếp đến cộng 2 x 10 và cộng với 3. Bài số 4 là hoàn thành bảng sau, phần này cô sẽ làm nhanh này. Cột số 2 sẽ là số 14, cột số 3 là số 19, cột số 4 là số 29 và cột cuối cùng là số 16. Chúng mình làm nhanh cho cô gọi bài số 4 nhé. Rồi vậy thì sau khi học xong bài này, các con đã học được những ý như sau. Thứ nhất là nhận biết được tập hợp số tự nhiên. Thứ hai là phân biệt được hai tập hợp N và N sao. Số 3 là biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân. Thứ tư là biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 cho đến 30 bằng cách sử dụng chữ số La Mã. Và cuối cùng sẽ là nhận biết được thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, so sánh được hai số tự nhiên cho trước. Đúng nào? Và bài học của chúng mình sẽ kết thúc tại đây. Các con chú ý về ôn lại toàn bộ những kiến thức trong bài ngày hôm nay và thực hành thêm các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập nữa. Hẹn gặp lại các con ở tiết học tiếp theo. Cô chào tất cả các con.